tay cầm chơi game mini 8 bit đâu em 32, 4GB bộ điều khiển trò chơi cho Sega Genesis Mini và Mega Drive Mini, tay cầm chơi game phụ kiện, bộ điều khiển 6 nút tuyệt vời nhất từng được tạo ra, với bán cầm ngắn và hình viên sỏi, 8 bit đâu em 30 mang lại khả năng xử lý tốt hơn, 35 giờ chơi, vui vẻ không ngừng nghỉ, nó đi kèm với pin 480mAh tích hợp, mất 2 giờ để sạc, sản phẩm bán chạy trên Ali, xem thêm chi tiết trên website.